xin chào các bạn. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chồng Trang đòi ăn món ăn trưa là cái thịt bacon. Giấu cả nhà không có thích cái hiệu này. giấu nữa. Keep you. Okay, no. Okay, so we have bacon in the refrigerator. Not good for me have all the time. But hey, can we have bacon? Bacon today? Please bacon. I love bacon. Okay. Dạ, bây giờ Trang sẽ làm món bacon, món ăn trưa cho chồng cả Trang. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Cái món thịt bacon. Đây là bacon thịt heo. Và có bacon của thịt gà Tây Tơ Kỳ nữa. Nhưng mà chồng Trang ăn tốt nhất là ăn thịt gà Tây cho tốt cho sức khỏe. Còn cái thịt heo này là không có tốt. Nhưng mà chồng nói thèm quá rồi. Lâu lâu á cho chồng ăn một lần đi. Thì bởi vì ăn từ nhỏ nó thèm dữ lắm. Rồi giống như mình thèm mắm vậy đó. Thì chồng nói thôi mấy tháng rồi cho chồng ăn một lần đi rồi chồng mua. Và hôm nay chồng Trang kêu Trang làm cho chồng để vô tủ lạnh ăn vài ngày. Tiến hành làm cái thịt này, mời ông bà cô chú anh chị và các bạn xem Trang làm cái thịt bacon này như thế nào nhé. Bây giờ Trang chỉ cần cắt cái bịch này ra. Rồi cắt như thế này. Bung nó ra vậy nè. Thì Trang để lên các đồ nướng này nè, ông bà cô chú anh chị các bạn. Để lên đây vài miếng. Chồng Trang sử dụng cái nĩa rất là nhanh, gọn lẹ. Còn Trang thì phải sử dụng cái đũa thôi, không có biết xài cái nĩa. Thì mỗi lần để lên cái dĩa này chắc Trang nghĩ tầm 4-5 miếng. Hôm nay cái dĩ này cái mấy cái lát thịt nó hơi nhỏ, hơi mỏng nè, chắc để được nhiều miếng hơn. Cũng có nhiều khi chồng mua cái loại có nó dày, nó bự hơn thì chỉ được khoảng 5 miếng, còn cái này Trang nghĩ được chắc 6 miếng. Rồi 5 miếng rồi, chắc cố gắng để thêm một miếng nữa. Rồi 6 miếng là nó vừa cái đồ nướng này. Rồi sau đó Trang để miếng giấy lót 3 lớp lên. Chồng Trang dạy Trang làm như vậy một lần và các lần sau Trang làm theo y vậy. Bây giờ Trang bỏ vô cái microwave. Thì chồng Trang nói cái lần đầu tiên á nó chưa có nóng cái dĩ thì Trang để tầm 4 phút. Rồi sau đó mấy lần sau thì giảm lại một chút thì tại vì cái dĩ đó đã nóng. Thì bây giờ Trang bấm 4 phút. Rồi mình cũng canh thử hơn 3 phút là mình coi nó vừa không. Thì tùy miếng thịt nhỏ lớn rồi dày mỏng thì có thể gia giảm cái thời gian đó. Thì Trang bấm 4 phút. Nhưng mà một chút cỡ hơn 3 phút thì Trang mở ra xem không. Chắc có lẽ không tới 4 phút tại vì cái thịt hôm nay đang thấy nó hơi nhỏ, hơi mỏng thì nó sẽ nhanh chín hơn. Giờ hơn 3 phút rồi, 3 phút. Giờ 3 phút rưỡi rồi, đang thăm chừng thử coi nó có chín quá không các bạn. À vậy chưa, chắc 4 phút là vừa các bạn. Vì lần đầu á nó cần nóng cái gì lúc 4 phút rồi đang lấy ra thử cả nhà. Ơ nó vừa chín. Sau 4 phút rồi nó chín rồi, Trang lấy ra nè cả nhà. Kỳ này nó nhỏ quá hả. Vậy Trang cũng chuẩn bị một cái dĩa và giấy lót 3 lớp cho nó rút bớt dầu mỡ. Thì Trang ơi, gấp cái này ra đây. Đó, cái thịt bacon nó cứng cứng vậy nè các bạn. Đó, xong một lần. Thì Trang phải sử dụng cái đũa sạch khác. Thì cái đũa này là thịt sống dơ. Thì Trang cứ tiếp tục để lên lần 2. Thì Trang nghĩ là nướng 3 lần sẽ xong. Chắc là hơn 3 lần quá. Cái này nó mỏng, nó nhỏ quá thì nó nhiều thịt, nhiều sợi quá nè. Chồng Trang thích làm nó, nhiều khi đâu có cho Trang làm đâu. Để chồng xuống rồi chồng làm rồi chơi với nó chuyện vậy đó.
Nhưng mà chồng nói cái món này thôi, vợ làm đi, chồng không làm đâu. Cả nhà biết tại sao không? Chồng nói nếu mà chồng đứng chồng nướng á, là anh ấy sẽ ăn một hơi hết hơn phân nửa cái này luôn. Tại vì nướng nóng giòn ngon quá là cầm ăn 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 liên tục hơn phân nửa cái dĩ này luôn, gần hết luôn á. Nên là không có tốt cho sức khỏe. Nên vợ rảnh thì vợ làm đi, rồi để tủ lạnh thì mỗi lần ăn ấy, chồng lấy 2 3 miếng bỏ vô bánh mì thôi. Thì chồng á không có điều khiển được, không có kiềm chế được, thấy là ăn. Bởi vậy mua bánh kẹo á thì đưa Trang, kêu Trang giấu giùm. Còn Trang không có, Trang cái nào Trang không thích, không muốn ăn giữ gìn là Trang cỡ nào Trang cũng không ăn hết. Trang tự điều khiển bản thân mình hay lắm. Chồng nói chồng không được, chồng giống đứa con nít đó. Rồi còn này một lần nữa Trang đậy vô, và lần này thì Trang nghĩ là dưới 4 phút đi, cỡ 3 phút rưỡi là vừa, tại vì cái dĩ nó đã nóng rồi cả nhà. 3 phút 30 giây đó. Dạ kỳ này 3 phút rưỡi à, để ta mở ra cùng cả nhà xem ạ. À, 3 phút rưỡi chưa, dạ đúng 4 phút quá, chắc thêm 30 giây nữa cả nhà ơi. Kỳ này Trang để hơi bị nhiều hơn, hồi nãy 6 miếng, kỳ này hình như 7 8 miếng nên nó lâu chín hơn. Rồi Trang hiểu rồi. Rồi 4 phút luôn. 2, 4, 6, 8 miếng lận cả nhà. 8 miếng lận, thêm mười mấy giây nữa quá, 15 giây nữa đi. Nhiều miếng nó lâu chín. Hồi nãy 6 miếng là được rồi. Tại vì Trang tính chia 2 lần nữa, nếu mà 6 miếng nữa thì chắc phải nướng 4 lần. Thì Trang chia ra nướng 3 lần. Nên lần này nó hơi lâu. Rồi, ổn rồi cả nhà ơi. Mấy cái đĩa sạch gấp ra cả nhà ơi. Nướng cũng không khô quá để mà khi chồng Trang ăn còn nướng lại nữa. Cái lần nhất là để ăn liền. Còn cái lần này để tủ lạnh để hấp lại các lần sau. Rồi cứ như thế, Trang làm một lần cuối nữa. Đây. Gấp đằng đũa dễ quá, chồng nói chồng gấp không được, chồng gấp nĩa dễ, thì Trang nói Trang gấp nĩa khó gấp này dễ, thì người nào quen cái gì thì làm hoài vậy thôi. Lần này là còn 6 miếng, 6 miếng này lại hơi dày hơn đợt đầu chứ. Cái thịt này nó mỡ á cả nhà. Nhưng mà thèm quá thèm đi rồi cũng phải ráng ăn, lâu 2 tháng ăn lần chứ mà nhịn thèm quá cũng cũng buồn. Sống thì có ăn ngon ngon là mới vui. Rồi, Trang đậy lại tiếp tục lần thứ ba. Lần này chắc Trang 4 phút luôn quá. Lần thứ ba đã hoàn thành cả nhà ơi. Quá trời nó rắn rồi cả nhà. Cái miếng giấy này quá chừng thấm luôn. Trang để đi nguội rồi giục rác. Bây giờ Trang gấp ra cái dĩa đó. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Để cho nó nguội. Giờ nướng xong rồi. Ôi da, hot honey. Ok, no. Here. What's wrong with Better. Cook that? longer. Better. Rồi chồng lấy một miếng bỏ chạy rồi cả nhà ơi. Bây giờ cái phần dầu này dư nè cả nhà. Mình phải bỏ vô cái hũ để đem đổ, chứ không nó có được đổ xuống sàn rửa chén, xuống cống cả nhà ơi. Nó
nó ảnh hưởng môi trường rất là lớn. Nên là làm xong phải dầu mỡ là phải đổ vô chai và đem đổ rác. Đó. Rồi phần này thì Trang lấy giấy Trang lau, lau cho nó thiệt sạch rồi bắt đầu mới rửa cả nhà. Nóng quá thôi Trang để đây. Dạ xong rồi, bây giờ Trang sẽ làm một phần cho chồng Trang ăn vào buổi trưa này. Mời cả nhà xem Trang làm như thế nào nha. Bây giờ Trang lấy hai miếng bánh mì cho chồng Trang ra. Đó, hai miếng bánh mì. Đầu bỏ chút xíu xà lách lên. Chồng Trang không ăn xà lách luôn á, ép ăn thì ăn chút xíu vậy thôi. Còn nếu mà tự ăn thì không ăn luôn. Bây giờ lấy bacon. Lấy khoảng mấy miếng đây? 1 2 3 3 miếng rồi. Mayonnaise. Bỏ vô bên đây. Rồi, xong bữa ăn trưa cho chồng Trang nè, dễ không cả nhà? Quá dễ luôn. Rồi mời chồng. Để Trang lấy nước cho chồng Trang uống. Mời cả nhà dùng. Chồng Trang uống cái nước mà tình đu diet. Ok. Rồi, chồng Trang nay họp, họp mới ra thì ăn trưa. Vậy trước đang ăn sao? Trang cơm với cá kho. Chồng Trang mê cái nước này từ nhỏ tới lớn cả nhà. Mua cũng khó lắm. Đi kiếm có khi có khi không. Dạ. Mandu diet. Mandu. Bacon. Chồng Trang dùng bữa trưa xong rồi. Trang xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn xem bữa ăn trưa của gia đình Trang và của chồng Trang. Bến rồi. Okay. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại sau. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Bye bye. Bye em. Bye.